Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada Weldon Epp. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết cơ cấu hàng hóa mang tính bổ trợ của hai nền kinh tế cùng với những ưu đãi mà Hiệp định CPTPP mang lại đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả thị trường của nhau. Năm 2022, trao đổi thương mại giữa hai nước lần đầu tiên vượt ngưỡng 7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5% so với năm 2021. Hiện tại, Canada là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ. Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm ra các hướng đi mới, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thương mại và đầu tư song phương. Trong đó, có việc duy trì hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam-Canada. Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada cũng khẳng định dư địa hợp tác của hai nước còn nhiều. Hai nước có những lợi thế và cơ cấu hàng hóa bổ sung cho nhau. Việc khai thác hiệu quả mối quan hệ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp hai nước. Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về các hoạt động dự kiến triển khai trong thời gian tới, nhất là việc tổ chức kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam-Canada.